Hôm nay mình sẽ làm một clip người ta gọi là đi hái dọc mùng nha anh em nhé. Ở những cây khoai ngứa thì nó thường hiện lên những cái đầu như kiểu cái mầm đấy, chỗ mình người ta gọi đó là cây dọc mùng đấy. Mình sẽ làm clip đi hái dọc mùng cho các bạn xem. Ok, ở đây là một cây dọc mùng nhé. Mình sẽ ngồi đây và tìm đi hái dọc mùng về để tối nấu canh. Mình hái được một ngọn dọc mùng rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ kiếm chỗ nào để máy quay cho nó hợp lý đó anh em ạ. Em đã thấy hợp lý chưa nhỉ? Đây nhỉ? Đây, cây khoai ngứa. Cái ngọn của nó gọi là cây dọc mùng. Đấy, mình đi hái cái ngọn này để về nó khoai. Ngọn này các bạn bóc thì bóc kiểu này nhé. Đây, bóc tước vỏ. Không ăn, ăn mà không tước vỏ là rất ngứa nhé. Tước vỏ mình sẽ để vào đây. Ok, mình sẽ tước hết đống này. Gà vãi. Bắn em này. Chữ Aquavina hay Aquaman bắn vào chữ Quy ấy, thế là biết. Anh Thông lại đang bị lag nhẹ. Ok nha mọi người nha, mình đã hái xong dọc mùng rồi. Đây, dọc mùng của mình đây. Mình đã hái đủ dọc mùng cho bữa cơm tối nay của mình nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.